Bây giờ đối với trong gieo ấy, mình không có như đánh được, mình không nắm trong gieo là xe, nguyên tắc của nó trong gieo là xe. Xe thủ đấy là đấy chà được gieo chip pa rồi chỗ về vậy chà chà rồi cái đoàn tay của em này, đoàn tay nãy hay nè, tay nãy hay mà đâm thẳng ấy, em bẻ không chế luôn, bẻ không chế luôn hả? Lấy, thả, bài rất là hay. Hay. Còn bài nữa, anh có một bài này, thổ thuận, thổ trên xuống hả? Ừ. Bước lên, bước lên đó. Đối với động tác thổ thuận á, thì lưỡi cái lưỡi dao đa số này sẽ cầm ở trong, người ta sẽ cầm trong mà. À. Rồi đối với cầm trong đấy. Thì trọng tâm của mình đấy, khi mình đang đỡ mình phải bước bước lên thấp thấp hết cỡ, thấp nhìn thẳng lên cái dao thấp ha ra sắp lên, chứ còn cái mà đỡ mà không có thấp thì cái này chúng đào mình sắp xuống sắp thế này còn cách này ra đỡ này nhanh nghe không đó đánh cha đây đấy. Đó. Bài của em. Bài em không? Bây giờ bắt gặn thôi không? Đó là gặn này em không thích đi. Không thích thì không thích được. Rồi chậm. Kéo. Đạp đi. Kéo. Bước chân đạp. Rồi lại. Yeah. Không lo quẹt không nhở? Dễ được rồi, chưa dễ rồi. Còn khi đo hồi nãy anh sửa lại chút này. Khi em đâm thẳng, đâm thẳng tay đó, bước lên đâm thẳng. Đối với mình dùng nhu ấy, đâm thẳng nó sẽ đâm đây này. À, đẩy dao lên, lấy dao, đâm sâu vô, lùa đấy. Lùa dao, không? Đấy. Ấy. Rồi được rồi. Rồi cho vui được rồi, bắt tay cái. Bắt tay.